coi nó sẽ biết mà nóng đâu mà ngáo vài câu cảnh hát vài câu thì tập anh thấy cảnh hát đúng giọng đó mà lên đúng giọng đó mà người nhà không mà có gì đâu. Wow, cái này very difficult nha các bạn. This is very difficult. Ê, hey, sao mọi người cắt người bỏ tay vô sợ quá. Look. Oh, look very good. If you eat one of those, I'll give you $100. It's very smell bad. Johnny, you gonna go for it? $100. Look, his dad, my brother offered his son $100 for just eating this, and he can't do it. So it shows that this fruit, it just stinks, but then it tastes heavenly. They call stink like crap and taste like heaven. Thật ra mình mua trái này lucky nha. Did you do that? Yeah, 18 đồng bạc. Quá trời muối, đâu có biết. Ủa? Facebook nó lên ngược trở lại hả? Còn một cái này nữa. Oh, you see? Riêng thanh xuôi nè chồng. Tiger, under. He has it, see? He can move it. Oh. That's why we... Bên Minnesota không có cái này đâu. Không gì? Bị làm. Sầu riêng non không à? Quang Lê. Yeah, sầu riêng non đưa lên trận. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, Quang Lê hát có hai... Mà hát bài Bolero đúng rồi. Quang Lê hoặc là Dan Nguyên. Nó,